Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 12 thì sẽ giúp quý vị nắm bắt được vận mệnh của mình tốt hay xấu, và qua phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Nhâm Dần trong tháng 12 sẽ chỉ rõ cho quý vị những bước đi chính xác trong tháng 12 của mình. Trong phần luận giải về tử vi sẽ phân tích về bốn phương diện chính, đó chính là tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Để quý vị có được điều này thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã phải phân tích về sao hạn cũng như là những yếu tố thiên địa nhân ảnh hưởng trực tiếp đến lá số tử vi của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Mà qua đó thì quý vị sẽ nắm bắt được thiên cơ và biết cho mình cách để phòng tránh, và thầy cũng chỉ ra cho quý vị những phương pháp hóa giải hết sức hiệu quả và đơn giản, giúp cho con đường tiền tài, danh vọng của tất cả quý vị được hành thông thuận lợi trong tháng 12 âm lịch này. Và trong phần luận giải tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận trình của mình. Nào, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh Kim Bạch Kim, là những người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, bốc đồng. Tuy nhiên họ dám chịu trách nhiệm, nữ giới lại là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm và chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho những người thân yêu. Tháng này, người tuổi Nhâm Dần vận trình khá thuận lợi, gia chủ làm việc theo kế hoạch, không bộc phát theo bản năng hay tùy hứng, cho nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Năng lực vững chắc vẫn giúp cho đương số gặt hái được thành quả nhất định. Bản mệnh chủ động về tài chính và ít phải dựa dẫm vào con cái. Nhâm Dương Thủy gặp Tân Âm Kim cho nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần phải bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, người tuổi Nhâm Dần sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Người tuổi Nhâm Dần luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể, để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả, bạn được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Để tiếp tục cải vận may của mình trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó mà tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, bạn vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Với những gia chủ làm ăn kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm và có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó mà bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi có nghĩa là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, người tuổi Nhâm Dần cần phải chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, bạn cũng sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính là việc này mà ra. Bạn có thể có một chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc lại để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ Nhâm Dần, sinh năm 1962, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến cho bản thân rất đỗi mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần phải chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Nên thường xuyên đi chùa để giúp giữ cho tâm thế thanh tịnh thoải mái. Gia chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Nhâm Dần, sinh năm 1962. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này vận trình tình duyên của các gia chủ tuổi Nhâm Dần khá ảm đạm, hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người từ trước đến nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn lên, vươn tay, chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ có những xích mích, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 12 âm lịch năm 2021 là những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của cả gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Khuyên gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sử dụng vật phẩm phong thủy Kim Bài Thái Tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, Kim Bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Kim Bài Thái Tuế.
Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Nhâm Dần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nội dung video này của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp theo từng tháng đặc biệt, thì quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ. Quý vị thân mến, qua phần vừa rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn chuông quý vị nhé. Đó sẽ là một thao tác vô cùng đơn giản mà giúp cho quý vị cập nhật được những thông tin hữu ích về đời sống tâm linh cũng như là tử vi phong thủy hàng ngày áp dụng vào trong cuộc sống của mình để quý vị thành công hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.